Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta tiến hành ôn lại kiến thức đã học để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9. Phần 1 La mã, các câu trắc nghiệm. Làm trắc nghiệm, chúng ta nhìn lựa chọn trước để tính toán rồi quyết định chọn đáp án. Câu số 1, 4 lựa chọn nghĩa khác nhau. Vậy chúng ta phải hiểu nghĩa câu: cha tôi thường làm việc trên một con tàu, ông ấy là một thủy thủ. Chúng ta chọn đáp án D. Câu 2, 4 lựa chọn cũng là nghĩa khác nhau, vậy chúng ta phải chọn nghĩa. Văn là một học sinh diện trao đổi ở Mỹ. Chúng ta chọn đáp án D, exchange. Câu 3, chúng ta nhìn 4 lựa chọn thì thấy nó chia về thì. Thì chúng ta tìm dấu hiệu về thì. Thì ở đây có for a long time là thì hiện tại hoàn thành. Cho nên chúng ta phải chọn đáp án C, hiện tại hoàn thành. Câu 4, 4 đáp án cũng chia về thì và có dạng của động từ model trong đó. Thì chúng ta phải hiểu nghĩa ông Green, chúng ta để động từ vô, di chuyển nhiều hoặc là đi du lịch nhiều, nhưng bây giờ ông ta không còn nữa. Chuyện không còn làm nữa là trước đây thường làm. Thường làm là quá khứ. Chúng ta chọn thường làm trong quá khứ, đó là used to. Chúng ta chọn used to. Câu số 5, chúng ta thấy 4 lựa chọn là chia về thì. Khi chúng tôi bước vào phòng, thằng bé đang ngủ. Lúc bước vào thì em bé đang ngủ. Enter quá khứ. Như vậy thì ở đây phải lựa chọn tương ứng, đó là quá khứ tiếp diễn. Em bé sẽ ít, cho nên là đáp án là câu C, were sleeping. Câu 6, chia về thì, tiếp tục chia về thì. Đây là bản báo cáo của tôi hoàn thành nó rồi. Như vậy là bản báo cáo này mình đã hoàn thành trong quá khứ, không xác định rõ thời gian. Chúng ta chọn đáp án A, hiện tại hoàn thành, diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ, không xác định rõ thời gian. Câu số 7, về giới từ. Giới từ gắn vào đây thì nó theo nghĩa. Trong câu này thì nó theo nghĩa. Vào thập niên 1990, việc mua bán quần jean kết thúc tăng trưởng. Go up là đi lên, là tăng trưởng. Chúng ta chọn đáp án A, up. Giới từ tiếp theo cũng là giới từ theo nghĩa. Họ đi lên trên núi và ngồi xuống dưới một cái gốc cây. Rồi, ngồi xuống dưới một cái gốc cây. Đáp án walk up, đi lên và ngồi xuống dưới, và sat down. Đáp án chúng ta là đáp án D, up and down. Câu số 9, ở đất nước chúng tôi, người ta thường đi tới một. Chúng ta chọn đáp án A, một ngôi đền để cầu nguyện. Trong 4 đáp án chỉ có đáp án A là chính xác nhất thôi. Câu số 10, cũng là về nghĩa. Ngôi làng nằm gần chân một ngọn núi, gần chân núi. Chân núi người ta dùng chữ foot, the foot of a mountain. Câu 11, thì chúng ta nhận ra đó là câu ước muốn, điểm ngữ pháp ước muốn. Ước muốn cho ai đó làm gì thì đằng sau phải dùng quá khứ. Cho nên chúng ta phải dùng quá khứ. Ở đây có hai cái quá khứ. Đó là was và were. Thì thông thường thì my friends ít, chúng ta dùng was. Nhưng trong câu ước muốn thì were số nhiều, dùng cho tất cả các ngôi. Cho nên chúng ta phải chọn đáp án C. Câu số 12, nhìn 4 lựa chọn chúng ta thấy chia thì và dạng. Và chúng ta thấy đây be going to thì chắc chắn phải là verb nguyên mẫu. Ở đây cũng nguyên mẫu. Chọn cái nào? Phải hiểu nghĩa nữa. Một cây cầu mới sắp sửa được xây trong khu vực. Be going to be built. Bị động của động từ model be going to. Câu số 13, nhận biết ngay have you ever thì chắc chắn mà sao phải là một verb 3 để trở thành thì hiện tại hoàn thành.
Cho nên chúng ta chọn đáp án D, verb 3 là been. Câu số 14. Chia thì và dạng của động từ. Rồi, use thì chúng ta học rồi, use là used to, verb nguyên mẫu. À, used to, verb nguyên mẫu. Như vậy là used to. Câu 15. Giới từ the entrance of the village, cổng ra vào làng, thì là ở tại cổng ra vào làng, dùng đáp án C, at. Câu 16. Giới từ nào thì chúng ta học trong bài có từ wear out, có nghĩa là mòn sờn. Nó đúng nghĩa của câu này, nhiều người thích mặc quần jean bởi vì chúng khó mà mòn sờn. Chúng không dễ mòn sờn, có nghĩa là chúng khó mà mòn sờn, wear out. Câu 17. Giới từ thì ra chúng ta phải học bài và nhận ngay ra divide dùng giới từ là into. Divide giới từ into. Chúng ta chọn đáp án into. Câu 18. Tiếp tục về giới từ, chúng ta không chọn ra ngay lúc làm việc, giới từ là at work. At work, lúc làm việc. Câu 19. Chia về thì, đây chúng ta lưu ý thấy có chữ since. Như vậy ở đây phải là hiện toàn thành và sau đó là quá khứ đơn. À, công thức của câu nó là như thế nha. Has saved và began. Câu số 20, dạng của động từ thì chúng ta nhận ra let somebody do something. Do có nghĩa là động từ nguyên mẫu. Dùng đáp án là D. No. Câu số 21 cũng dạng của động từ. Would rather do something. Would rather do có nghĩa là verb nguyên mẫu. Chúng ta chọn đáp án A. Câu 22. Chúng ta có cấu trúc it's time for somebody to do something. Chọn đáp án A, to verb, to do something. Câu 23, dạng của động từ luôn. Và chúng ta nhận ra ngay by là giới từ. Sai giới từ mình phải dùng verb in. Đáp án C. Câu 24. Bốn từ nghĩa khác nhau, chúng ta phải chọn từ, phải hiểu nghĩa từ. Người ta thích mặc quần jean bởi vì cái chất liệu rất là chắc chắn, chất liệu, material. 25. Bốn từ nghĩa khác nhau luôn, chúng ta phải chọn nghĩa. Giáo viên phải khuyến khích học sinh nói tiếng Anh trong lớp, khuyến khích, encourage. Câu 26. Bốn từ nghĩa khác nhau luôn, chọn nghĩa. Mặc đồng phục tại trường thì bắt buộc ở Việt Nam. Ở Việt Nam chúng ta đi học là phải mặc đồng phục. Compulsory, đáp án C. Câu 27. Đây là câu thì hiện tại thành là xin, nhưng mà người ta đưa mệnh đề với chữ xin lên đầu thì chúng ta sẽ đi ngược lại, nó sẽ là quá khứ rồi tới hiện tại hoàn thành. Như vậy là đáp án B, no, và là hand strike. 28. Dạng của động từ, chúng ta thấy in là giới từ, sau giới từ chúng ta dùng verb in. 29. Cấu trúc it's time, lúc này it's time somebody did something. Did có nghĩa là quá khứ đơn. Chọn đáp án D. Câu 30. Chúng ta có cấu trúc would rather somebody did something. Nếu mà đây có phủ định thì sẽ là didn't do something. Cho nên chọn đáp án là C. Chọn đáp án C. Câu 31. Dạng của động từ, chúng ta có động từ allow. Allow somebody to do something. Dùng đáp án A, to divide. Câu 32. Về giới từ thì phải học thuộc lòng. Fond dùng với giới từ of. Tiếp tục giới từ pha dùng giới từ from. 34. Về nghĩa của từ thì chúng ta biết Kiều là một bài thơ nổi tiếng. Bài thơ, một truyện thơ, poem, D. Câu 35. Về nghĩa từ luôn. Nhiều nhạc sĩ đã lấy cảm hứng từ biển để làm ra những bài hát hay, để viết ra những bài hát hay.
Câu 36 về nghĩa từ luôn. Không có bắt buộc, bạn có nhiều sự tự do lựa chọn, như vậy là không bắt buộc, compulsory, bắt buộc. Hai là mã đoạn văn. Làm đoạn văn thì chúng ta phải biết tính toán, chúng ta phải xem coi chỗ trống, chỗ này là cần loại từ gì, rồi nhìn xuống bốn cái lựa chọn để mà làm. Ở đây chúng ta thấy bốn lựa chọn đều là verb hết, verb nghĩa khác nhau, vậy chúng ta phải hiểu nghĩa rồi. Tôi nghĩ điều quan trọng để mặc đồng phục khi học sinh đi học, thật là quan trọng khi mặc đồng phục học sinh đi học. Mặc đồng phục như vậy đáp án là chữ wear. Rồi chúng ta xem chỗ trống thứ hai, mặc đồng phục rồi này là học sinh thì mặc đồng phục như thế nào, làm cái gì đối với học sinh, thiếu một động từ, và bốn option này cũng là động từ hết. Và chúng ta thấy chúng ta phải chọn nghĩa rồi. Mặc đồng phục thì khuyến khích học sinh, khuyến khích, encourage, khuyến khích học sinh. Tự hào về, chúng ta có thành ngữ take pride in, tự hào về là take pride in, tự hào về việc là học sinh của trường, chúng đang đi học bởi vì chúng đang mặc đồng phục. Có cái gì trên đó, bốn cái nghĩa khác nhau chúng ta phải chọn nghĩa. Có phù hiệu mang tên trường trên đó. Câu số 5, chúng ta thấy bốn option là tính từ, Southfield là tính từ, nhưng mà bốn option này là nghĩa khác nhau và chúng ta phải hiểu nghĩa. Thứ hai nữa, mặc đồng phục giúp học sinh cảm thấy như thế nào, cảm thấy bình đẳng ở nhiều phương diện, bình đẳng. Cho dù chúng nó ở đằng sau chúng ta thấy poor, nghèo, đằng trước là o thì nó phải có một cái từ đó tương đương, đó là trái ngược lại, đó là giàu. Cho dù chúng giàu hay nghèo gì thì mặc đồng phục cũng bình đẳng với nhau, rich. Cuối cùng, thật là thiết thực khi mặc đồng phục, học sinh không mất thời gian để mà làm gì, có tu. Chúng ta có cấu trúc là take, time thì là to verb, to do something, to think. Câu A, để nghĩ tới việc mặc gì mỗi ngày. Kết luận lại, đây là một thành ngữ, chúng ta phải dùng in conclusion, kết luận lại, đó là thành ngữ, chọn với từ in. Này, chúng ta sẽ qua phần số 3, work form này chúng ta cũng phải biết tính toán nha, chúng ta phải biết tính toán. Các em chờ trong giây lát. Rồi, chúng ta tiếp tục làm bài. Chúng ta sẽ tính toán ở trước và ở sau và ở trước cái từ. Chúng ta xem coi ở chỗ trống này cần điền là loại từ gì. Rồi chúng ta tính nè. Thum là một cái lăng, là danh từ. Thì bổ nghĩa danh từ chúng ta dùng tính từ. Chúng ta phải học word form và biết tính từ của impress là impressi. Vậy thì mình lấy đáp án là impressi. Câu 2, chúng ta nhìn chữ sentences, các câu là danh từ. Thì bổ nghĩa danh từ chúng ta dùng tính từ tiếp. Và complete, nó vừa động vừa tính. Nhưng mà ở chỗ này là viết những câu đã hoàn chỉnh, là đã được làm xong đó. Cho nên chúng ta phải dùng tính từ ở dạng past participle, đó là completed, những câu hoàn chỉnh, completed sentences. Câu số 3, chúng ta có danh từ instrument, thì bổ nghĩa danh từ chúng ta dùng tính từ. Tính từ là musical instrument có nghĩa là nhạc cụ nha, nhạc cụ. Câu số 4, rồi ở cuối câu là hết từ rồi. American là thuộc về Mỹ, thuộc về nước Mỹ, thì đây coi như là tính từ, thì đằng sau phải là danh từ. Cái poem này nó có nhiều danh từ, mình phải hiểu nghĩa. Walt Whitman là một nhà thơ người Mỹ, chúng ta lấy nhà thơ, poet, nam. Rồi câu số 5 là phải cũng hết từ, tay trái our, của chúng tôi. Cái gì của chúng tôi? Rồi ông Pai, như vậy ông Pai là người hướng dẫn của chúng tôi, người hướng dẫn, instructor. Câu 6, hết từ
lại phải vary. Sao vary? Có thể là tính, có thể là trạng. Vậy thì phải tính sao? Peter chơi đàn piano rất như thế nào? Rất là hay. Như vậy là hay nó bổ nghĩa cho động từ play, cho nên chúng ta phải chọn beautifully. Phải viết ra đó là beautifully, chơi rất là hay. Câu 7. Rồi, hết từ. So cũng vậy, tính hoặc trạng đều đúng. Thì bây giờ mình phải coi nghĩa, coi tính hay trạng. Phim chúng ta xem hôm qua thì như thế nào, thì như thế nào. Đó là một tính chất, phải dùng tính từ. Interesting, hay là thú vị. Câu số 8, quá đơn giản, quá dễ. Bởi vì sao? Should là model, sao model chúng ta phải dùng verb. Coi có verb chưa? Chưa có verb thì chắc chắn ở đây phải là verb. Verb là encourage. Theo nghĩa đó là khuyến khích. Chúng ta nên khuyến khích bạn bè chúng ta. Câu số 9. Of với từ thì trước với từ nó có thể là danh, có thể là động, có thể là tính. Như vậy chúng ta không tính được, chúng ta phải coi chữ a. A là danh từ, a là một mẫu từ, thì sau mẫu từ chúng ta dùng danh từ. Danh từ đó là chữ designer. Designer. Theo nghĩa, em gái tôi muốn trở thành một nhà thiết kế quần jean nha. Nhà thiết kế quần jean. Nhà thiết kế đồ jean chứ không phải jean. Designer of jean clothes. Câu số 10. In với từ không tính. He is. Anh ta thì như thế nào trong việc du lịch khắp thế giới, đi lại khắp thế giới. Interested in, chúng ta có interested in cho nên phải chọn tính từ là interested, khác với trên đây interesting. Interested là quan tâm, thích thú đến điều gì, còn interesting là hay, là thú vị. Câu 11, tính toán rất dễ, chúng ta lưu ý thấy are used, đây là câu bị động. Bị động thì chính giữa chúng ta phải chắc chắn phải là một trạng từ thì mới được đứng chính giữa một cái cấu trúc bị động được, được sử dụng rộng rãi, widely used. Câu 12, thiếu động từ, câu 12 thiếu động từ. Xin vui lòng làm gì đó, chưa có động từ, chúng ta phải chọn động từ. Introduce, xin vui lòng tự giới thiệu nhé. Câu 13 cũng tương tự như câu 11 là cấu trúc bị động, chính giữa của nó là một trạng từ. Công việc đã được hoàn thành, đã được hoàn tất hoàn toàn 100%. Rồi. Câu 14. Đây hết câu. Do là của bạn, cái gì của bạn? Cuộc tranh cãi của các bạn. Hãy ngừng cái cuộc tranh cãi của các bạn lại. Câu số 15, with giới từ không tính. More là từ trước một cái tính từ hoặc trạng từ trong so sánh. Trường thì như thế nào đó hơn. Chúng ta thấy có động từ be nè. Thì như thế nào là tính từ. Trường thì đầy màu sắc hơn. Colorful. Trường thì đầy màu sắc hơn. Với học sinh mặc đồ thường. Câu 16, can là model, sao model là verb. Nhìn kỹ câu chưa thấy verb, chắc chắn chỗ này phải là verb inspire. Câu 17, how many, chúng ta biết rồi, how many là phải dùng với danh từ số nhiều ở đằng sau. How many gì? Nguyễn Bính write. Nguyễn Bính viết cái gì? Viết bài thơ, poems. Nhớ số nhiều nha, phải nhớ số nhiều. Rồi, câu 17, câu 18. City danh từ, bổ nghĩa danh từ dùng tính từ. Một thành phố công nghiệp, industrial city. Câu 19, ở vị trí này phải là một trạng từ để bổ nghĩa cho cả câu. Rất đơn giản, simply. Nó được sử dụng để làm cái cổng đi vào công viên. Rất đơn giản. Bổ nghĩa cho cả câu chúng ta dùng trạng từ, nhớ như thế nha. Rồi, câu số 20 thì chúng ta thấy rõ ràng thiếu hành động. Của ta làm gì? Này là đạo Hindu, của ta làm gì? Chưa có động từ. Phải chọn động từ. Cô ta theo đạo Hindu. Theo đạo ở đây tiếng Anh dùng chữ practice. Hành đạo, theo đạo, practice. She chủ từ của ba số ít, chúng ta phải thêm s giờ chúng ta đọc practices. She practices. Rồi chúng ta có cấu trúc it is cộng tính từ cộng to verb, nhớ vô. Rồi chúng ta phải coi nghĩa để xem coi chính xác cái từ đây là như thế nào. Thật là khi mà mặc
khi mà đeo cravat với lại mặc quần short jean, như vậy là không phù hợp, thời trang không phù hợp, unfashionable, unfashionable. Rồi cái này roll động từ, that chỉ mới là kia thôi, động từ là roll là viết, thì ai viết, ai viết mới được, thì này phải là người, musician, musician. Câu số 23, on với từ không tính này, deep là sâu, sâu sắc. Cái gì sâu sắc? Chúng tôi, các du khách có một cái ấn tượng sâu sắc về các cái, về cái lăng, impression. Câu 24, tiếp tục gặp lại cấu trúc bị động chính giữa là trạng từ, nhưng câu này chúng ta phải đọc qua nghĩa này. Bạn đã thất bại bởi vì bạn, bởi vì cái luận điểm tranh luận của bạn đó, thì bố cục không có được hợp lý. Illogically, trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Này, bốn La Mã, chúng ta có một đoạn văn và chúng ta chọn câu đúng sai cũng như câu trắc nghiệm của đoạn văn, chúng ta phải hiểu nghĩa. Nếu mà biết dịch nghĩa cả bài thì quá tốt, còn không biết thì chúng ta cứ so từng câu nha, so từng câu rồi coi lại cái bài coi nó có phù hợp hay không. Phù hợp thì nó true, không phù hợp thì nó là false. Ví dụ câu 1, Văn đang sống ở Ohio, thì chúng ta xem coi Văn đang sống nè, rồi có Ohio nè, như vậy câu này là đúng, chúng ta chọn true. Câu 2, trước khi đi học anh ta thường làm việc nhà, thì chúng ta đi tìm chỗ đó, tìm chỗ nào có đơn choice nè, nhưng mà người ta nói là after school, đơn choice after school, như vậy để before school, như vậy câu này là sai, false. Câu 3, Văn thích gia đình Parker lắm, đây Văn thích gia đình Parker, như vậy là câu này là true. Câu 4, Peter thích chơi thể thao, thì chúng ta đi tìm ý, thì nó nằm ở đây. The family relaxes on Saturday afternoon and watches Peter play baseball. Nhìn Peter chơi bóng chày, như vậy chơi Peter chắc chắn là thích thể thao rồi, câu này true luôn nha, câu này true. True. Sam là anh em trai của Peter ha. Thì chúng ta thấy nè, cái chỗ nào nói, cái chỗ này đây. Họ có hai đứa con, Peter và Sam. Như vậy hai đứa con này là Peter và Sam. Vậy đây là hai anh em, câu này true luôn. Rồi, câu trắc nghiệm cho câu này. Ý chính của đoạn văn là gì? Thì đọc toàn bài thì mình thấy ý chính của nó là Văn đang trải nghiệm một rằng Văn đang trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ. Văn đang trải nghiệm cuộc sống ở Mỹ, đáp án là C. Câu số 6 đáp án là C. Đây. Sắp xếp từ. Thì sắp xếp từ thì chúng ta chỉ có cách là phải hiểu nghĩa rồi mới sắp xếp được cả câu lại thôi. Chứ còn tính toán ngữ pháp thì nhiều lúc chúng ta quên ngữ pháp, hoặc là chúng ta có hai ba loại ngữ pháp nó trùng nhau, nó giống nhau, chúng ta sẽ không có để cho chính xác thứ tự được, phải hiểu nghĩa thôi. Ở đây Mary ước gì cô ấy là một nhà thiết kế thời trang. Này, Mary wishes she were a fashion designer. Rồi câu 2, bóng chày thì thường được chơi ở nước Mỹ. Đây là câu bị động, dạng bị động. Baseball is often played in the USA. Rồi, câu 3, tôi muốn là bạn đừng có đi lên trên cỏ. Rồi, tôi muốn là bạn đừng lên cỏ. I'd rather you didn't walk on the grass. Câu 4, câu này hơi dài. Rồi, chúng ta thấy nó viết hoa thì nó là bắt đầu đó nha mấy đứa nha. Lần cuối cùng, the last time, lần cuối cùng tôi viết một bài thơ là 10 năm cách đây, cách đây 10 năm là chữ ago cuối cùng nha. Rồi câu, the last time I wrote a poem was 10 years ago. Rồi phần biến đổi câu. Rồi chúng ta có học qua cấu trúc thứ nhất, đó là câu ước muốn. Thì nhớ ước muốn là trái thể, có nghĩa là có thì ước cho không, không thì ước cho có, ngoại trừ với động từ would like và want, rồi sau đó là cho ra quá khứ. Như vậy
Tôi không giỏi nói tiếng Anh. Tôi không giỏi nói tiếng Anh. Vậy ước gì là tôi giỏi nói tiếng Anh? Viết ra thành I wish I were good at English. À, thầy thiếu nha, mấy đứa. À, xin lỗi, thiếu thêm chữ speaking vô nữa nha. Speaking English nha, speaking English. Rồi cấu trúc used to, thường làm chuyện gì đó trong quá khứ. Thường làm chuyện gì đó trong quá khứ. Cô ấy thường mặc đồ thường đi dự tiệc. Rồi như vậy là trong quá khứ thường mặc đồ thường đi dự tiệc. Used to vốn nguyên mẫu, used to wear casual clothes at parties. Câu 3 là điểm ngữ pháp gì? Tôi phải phơi quần áo mỗi ngày và đưa quần áo lên. Khi mà gặp những câu dạng này thì đó là câu bị động. Túc từ đưa lên làm chủ từ là câu bị động. Bị động dạng nào chúng ta phải lưu ý? Thì đây có have to, model have to. Phải dùng bị động dạng model, my clothes. Have to be hung up every day. Have to cộng be cộng verb 3, bị động của model. Câu 4. À, gặp lại used to, nhưng mà lần này không phải là used to đổi thành anymore, mà used to này nó ở dạng là bị động, bởi vì a lot là mistakes đưa lên làm chủ từ. Anh ta thường phạm nhiều lỗi trong bài kiểm tra của anh ta. Rồi, anh ta thường phạm nhiều lỗi trong bài kiểm tra của anh ta. Như vậy, nhiều lỗi thường bị phạm phải trong bài kiểm tra của anh ta. Model used to be mad in his test. Cấu trúc no longer là không còn nữa, không còn nữa nó giống như anymore đó. No longer không còn nữa thì bằng với lại used to verb nguyên mẫu, có nghĩa là thường làm trong quá khứ thì bây giờ mới không còn làm nữa. Cô ta không còn cho quần áo cũ cho trại mồ côi nữa. She used to give her own clothes to the orphanage. Là trước đây cô ta thường tặng quần áo cũ cho trại mồ côi. Rồi bây giờ tới câu này, ước muốn với want thì chúng ta nhớ không có trái thể nha. Cô ta muốn có nhiều con thì mình ước gì? Cô ta ước gì? Cô ta có nhiều con luôn chứ không có phải là không có. Do đó phải là quá khứ thôi, là had. Còn những câu này, câu 7 là câu khó một chút cho những bạn nào giỏi hơn. Chúng ta sẽ đổi ngược từ ước muốn sang câu bình thường, câu sự thật. Ước muốn là gì? Cô Xuân ước gì cô ta trẻ đủ để tham dự cuộc thi sắc đẹp, là cuộc thi hoa hậu á ha. Rồi như vậy là sự thật là cô ta không có được trẻ để mà đi thi hoa hậu, hoặc cô ta già không thể đi thi hoa hậu. Chúng ta làm một cách thôi, là chúng ta làm thể phủ định. Cô Xuân không đủ trẻ để tham gia cuộc thi hoa hậu. Rồi câu số 8 cũng vậy luôn, từ câu ước muốn đổi thành câu sự thật. Hòa ước gì anh ta biết nhiều bạn bè. Như vậy sự thật là anh ta không biết gì bạn bè, sự thật là phải hiện tại. He does, Hòa doesn't know a lot of friends. Câu 9. Tôi thường phơi đồ mỗi ngày để xuống là I don't. Chúng ta phải nghĩ ngay tới là không còn phơi đồ mỗi ngày nữa, không còn phơi đồ mỗi ngày nữa. Rồi chúng ta xem. I don't hang up my clothes every day anymore. Tôi không còn phơi đồ mỗi ngày nữa. Cấu trúc the last time, lần cuối cùng chúng tôi chơi bắn bi là khi chúng tôi 10 tuổi. Như vậy là không chơi bắn bi từ lúc 10 tuổi tới giờ. Không chơi bắn bi từ lúc 10 tuổi tới giờ là phải thể hiện thì hiện tại hoàn thành, thể phủ định. We haven't played marble since we were 10. Cô ta nói 3 ngôn ngữ mỗi ngày. Đưa 3 ngôn ngữ xuống là biết câu bị động. Bị động của hiện tại đơn. 3 languages are spoken every day. Câu 12. Tôi không thích mặc đồng phục đi học. Thích dùng like bây giờ. Thích dùng good reader thì sao? Like thì nó dùng to verb. Good reader chúng ta dùng verb nguyên mẫu. Good reader dùng verb nguyên mẫu. Xin vui lòng đừng ngồi đây suốt đêm. Có nghĩa là tôi muốn bạn đừng ngồi đây suốt đêm. Good reader somebody did hoặc là didn't do something. Này phủ định thì phải là didn't. Cho nên là I rather you didn't sit here during the night. Rồi xin vui lòng lịch sự nếu tai nạn có xảy ra. Như vậy là tôi muốn bạn phải lịch sự nếu có tai nạn xảy ra. Would rather somebody did something. I rather you were polite if accidents happen.
Câu trúc it's time somebody did something đã đến lúc ai làm gì đó, dùng thị quá khứ. Chuyển thành for thì lúc đó chủ từ phải chuyển thành túc từ. Với danh từ thì túc từ cũng là danh từ đó là the children, rồi sau đó dùng to verb nha, to verb. It's about time cũng vậy luôn, it's about time somebody did something chuyển thành it's about time for somebody to do something. Thì we này phải đổi thành us, phải chuyển thành us, rồi sau đó to verb. It's high time he didn't behave impolitely. Somebody nè, did something nè. For thì phải đổi thành túc từ là he, đổi thành him. Này didn't, có for thì dùng to verb. Thì giờ didn't là phủ định thì to verb sẽ là not to verb. Cho nên nó sẽ thành ra là for him not to behave impolitely. Hoa biết người đàn ông đó nhiều năm qua, cách đây nhiều năm. Rồi đưa the man lên là biết câu bị động. Bị động của thì quá khứ đơn. Nhìn vô câu là phải biết được nó là thì gì liền thì mới bảo đảm học tốt được. Áp dụng thức vô quá khứ đơn bị động là was, were, verb 3. Như vậy là the man was known by Hoa many years ago. Câu 19 thì hiện thành thành nhé. Lan luôn luôn mua giày hiệu designer shoe là hiệu nha, giày hiệu nha. Chứ designer ở đây ý nó là hàng hiệu á. Rồi như vậy đưa new xuống thì biết là đổi thành bị động. Người ta chưa lấy hết chủ từ, mình phải lấy hết. New designer shoes. Rồi nó là lúc này nó là số nhiều rồi, cho nên không phải là has nữa mà phải là have, always. Rồi been bị động phải có been vô. Bought by land. Họ đang tranh cãi một cách kịch liệt về lý do thất bại. Chưa lấy hết chủ từ, phải lấy hết. Lý do thất bại của họ đang được tranh cãi kịch liệt. Bị động của quá khứ tiếp diễn. Lý do cho thất bại của họ thì đang được tranh cãi kịch liệt. Bạn luôn làm phiền, phiền phức đưa lên là bị động. Bị động của thầy hiện tại tiếp diễn. Troubles are always being made. Họ phải bỏ thuyền lại ở ngoài biển. Model had to. Như vậy bị động phải bị động của model là had to be, rồi verb 3 là left. Trường sắp sửa được xây lại. Đây khó hơn cho ông bạn giỏi. Trường sắp sửa được xây lại, nhìn vô phải biết câu này là câu bị động. Trường sắp sửa xây lại thì là họ sắp sửa xây lại trường. They thì phải dùng be going to là are going to rebuild the school. Câu 24, câu bị động, Nam được dẫn đi hội chợ xe hơi bởi chú. Đưa chú xuống. Chú của Nam thì dẫn anh ta đi hội chợ xe hơi. Lúc này là quá khứ thì dẫn sẽ là quá khứ là took. Took him to the car fair. Câu 25, một loại chất liệu vừa mới được khám phá ra. Rồi đó là câu bị động. Người ta làm gì thì chắc chắn người ta khám phá ra cái chất liệu này. Đó là đổi ngược thành câu chủ động. Hiện tại hoàn thành, people have just discovered a kind of material. Rồi cấu trúc này, họ bắt đầu theo đạo Phật cách đây một năm. Bắt đầu có nghĩa là một năm qua theo đạo. Dùng hiện tại hoàn thành. Nhớ began là không có, phải lấy động từ chính là practice ở đây. They have practiced Buddhism for a year. How long? Đã bao lâu cô ta được dạy cho cách nấu ăn các món hàng? Giờ chuyển xuống với did là với quá khứ đơn. Bao lâu rồi chuyển thành quá khứ, mà câu này đang bị động nha. Chuyển thành quá khứ là chủ động thì phải hỏi when did. Rồi chủ từ là ai cũng được. Đây mình để là they đi. Họ bắt đầu dạy cho cô ta cách nấu ăn món hàng. Mà thầy biết cho nó ngắn, không phải ngắn mà là tiết kiệm chỗ, tiết kiệm thời gian vậy đó. Phải viết hết ra đó rồi có chấm hỏi nữa đó. Rồi, đã 2 năm kể từ lúc Mai làm việc cho Mực Tím. Rồi, này làm việc trong quá khứ. Quá khứ là những chuyện đã xảy ra và kết thúc. Như vậy là 2 năm qua Mai không làm việc cho Mực Tím nữa. Ha, chuyện này kết thúc rồi, như vậy là Mai không làm việc cho Mực Tím 2 năm qua. Hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành bởi vì từ cách đây 2 năm cho tới giờ Mai không làm việc cho Mực Tím thì hiện đang thành diễn tả hành động kéo dài từ quá khứ tới hiện tại. Cô ta lần cuối cùng được trông thấy ở nơi đó cách đây 20 phút.
lần cuối cùng được trông thấy cách đây 2 phút. Như vậy là từ cách đây 2 phút tới giờ người ta không thấy nữa, cũng là hiện tại hành kéo dài từ quá khứ tới hiện tại. People haven't seen her there for 20 minutes. Rồi cấu trúc, đây là lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên tôi ăn món mì Quảng, có nghĩa là tôi chưa từng ăn món mì Quảng trước đây. Cái cấu trúc này là cứ là như thế, theo cái nghĩa đây là lần đầu tiên ai làm gì đó, nghĩa là người đó chưa làm trước đây. Như vậy I have never tried mì Quảng before. Rồi nếu mà người ta để mì Quảng xuống là hiểu rằng là đây là bị động, bị động của cái câu này nè ha. À, như vậy mình cứ làm bị động thôi. Mì Quảng has never been tried before nha. À, đây là bài ôn tập giúp chúng ta ôn lại kiến thức. Em nào mà mất căn bản hoặc là chưa hiểu á, cần phải học kỹ, lấy sách vở trong lớp thầy cô giảng ôn lại, rồi phải coi lại cái clip này nhiều lần để mà hiểu bài nha. Chứ đừng có nói rằng là không hiểu rồi thầy giảng trên đây nhanh quá, không, trên đây là phải giảng như vậy thôi, rồi em không hiểu thì em phải ngừng lại rồi em nghe lại. À, cái quan trọng là em có chịu khó để mà tua đi tua lại coi hoài hay không nha. Rồi chúc các em học hành tốt và làm bài đạt điểm tốt nha, cho cha mẹ vui lòng. Chào các em, bye bye.